Có thể anh chị chưa biết, đây là những lý do khiến cho doanh nghiệp của anh chị đang triển khai phần mềm CRM nhưng hiện tại chưa hiệu quả. Thứ nhất, hiện tại do phần mềm CRM anh chị sử dụng đang chưa đúng với loại hình và chưa phù hợp với loại hình mà doanh nghiệp anh chị đang triển khai. Thứ hai, thiếu sự hướng dẫn cũng như là sự đào tạo bài bản từ chuyên gia có kinh nghiệm. Thứ ba, quá trình triển khai CRM hiện tại của anh chị đang quá vội vàng gấp rút khi chưa có quy trình bài bản để triển khai. Anh chị đừng lo, gói Getfly CRM chuyên sâu sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên. Thứ nhất, rút ngắn thời gian triển khai, thiết lập hệ thống CRM sẵn sàng trong vòng 30 ngày. Thứ hai, được phép tùy chỉnh hệ thống phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Thứ ba, đội ngũ chuyên gia giám sát, theo sát đồng hành với doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình số hóa dữ liệu lên hệ thống. Thứ tư, tư vấn xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn triển khai chi tiết để toàn bộ nhân viên có thể sử dụng dễ dàng ngay cả khi họ không giỏi công nghệ. Thứ năm, quy trình hóa hoạt động của doanh nghiệp trên CRM. Thứ sáu, tiết kiệm chi phí ngay từ đầu cho doanh nghiệp. Anh chị hãy cùng lắng nghe về những cảm nhận và chia sẻ của những khách hàng đã sử dụng và trải nghiệm gói dịch vụ CRM chuyên sâu của Getfly nhé. Với sự chuyên gia của Getfly, tôi chỉ mất 1 tháng để tập trung triển khai và văn bản hóa quy trình từng phòng ban. Toàn bộ dữ liệu khách hàng đã được đồng bộ trên cùng hệ thống, phân cấp, phân quyền rõ ràng, tôi không phải lo lắng dữ liệu. Ngoài ra thì khách hàng của tôi cũng được chăm sóc chuyên nghiệp hơn và cảm thấy rất hài lòng. Khi mà thay đổi cái cách mà quản lý thông tin mới thì bên chị gặp cũng khá là nhiều khó khăn. Không phải là ngày 1, ngày 2 mà bên chị cũng như là đội ngũ nhân viên mình nắm bắt được. Thì cũng nhờ bên Getfly hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều. Các bạn cũng rất là nhanh nhạy và dễ hợp tác. Thì khi mà mình chị liên hệ thì các bạn sẽ có mặt ngay để hỗ trợ chị. Sau 1 tháng triển khai và áp dụng giải pháp chuyển đổi số của Getfly thì tôi nhận thấy là tôi rất hài lòng khi triển khai giải pháp chuyển đổi số Getfly. Đó là một cái sự tư vấn nhiệt tình của chuyên gia Phương đã giúp cho công ty chúng tôi có được cái quy trình của từng bộ phận, liên bộ phận một cách rõ ràng. Cái thứ hai là các quy chế, quy định được ban hành kết hợp với cơ chế thưởng phạt rõ ràng, nghiêm minh thì lúc đấy sẽ thúc đẩy được động lực cũng như tinh thần làm việc cho anh em. Cái thứ ba là mỗi bộ phận được chuyên gia cầm tay chỉ việc cùng với phong thái đào tạo rất chuyên nghiệp, đầy năng lượng nên anh em nắm bắt rất nhanh, vui vẻ và thoải mái. Ngoài ra thì các quy trình còn được Getfly đóng gói thành tài liệu chuyển đổi số cho từng phòng ban thì cái việc này sau này sẽ giúp cho công ty chúng tôi đào tạo nhân viên mới một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Khi mình nghiên cứu các cái tính năng của hệ thống Getfly mình thấy rằng là rất là hay, như là cá gặp nước vậy ạ. Tại vì tất cả những cái tính năng mà mình cần nó đều có tích hợp sẵn ở trong đó, mình không cần phải sử dụng ở trên nhiều nền tảng khác nhau. Tại vì bạn biết rằng là Getfly có thể tích hợp được cái phần quản lý email marketing, có thể SMS marketing ở trên đó, thậm chí là tích hợp được cả hệ thống tổng đài ở trong đấy luôn. Đó là những cái điểm mạnh của Getfly mà mình cảm thấy cái hệ thống này tất cả các tính năng đều có trong một cái giao diện rất là tuyệt vời. Sau khi sử dụng Getfly thì các vấn đề của chúng tôi đã được giải quyết rất nhiều. Thứ nhất là về quản lý khách hàng và chăm sóc khách hàng này tốt hơn. Rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng và thành công. Còn doanh nghiệp của anh chị thì sao? Đăng ký gói CRM chuyên sâu của Getfly ngay hôm nay để bứt phá kết quả kinh doanh.